Mẹ tròn con vuông. Ngày xưa ngày xưa, ở ngôi làng nọ có một bà đỡ rất nhân hậu. Bà làm công việc này vì muốn giúp đỡ mọi người, chứ không đòi hỏi bất cứ sự thù lao nào. Chúng ta nhanh lên Kita à, sản phụ không thể đợi thêm nữa. Vâng, vâng ạ. Chúc mừng cậu, mẹ tròn con vuông, cậu đã có một bé trai khâu khỉnh. Cảm ơn bà rất nhiều. Đây là tiền công của bà. Tôi không nhận đâu, giữ lại mà lo cho vợ con đi nha. Tôi biết nhà cậu cũng hoàn cảnh lắm. Tôi biết bà muốn giúp vợ con của tôi, tôi không thể không trả ơn. Hay bà nhận món quà này của vợ chồng tôi, chỉ là một bao bắp cải thôi, được không? Bà nhận cho chúng tôi vui. Được rồi, tôi sẽ nhận. Vợ chồng anh có lòng quá. Tại sao bà lại không nhận tiền mà lại nhận cái bao bắp cải nặng trình trịch như này chứ? Nhà mình đâu có thiếu, huống hồ bà đã cực nhọc như thế. Cháu gái, giúp được người khác là một niềm vui, cháu đừng cằn nhằn nữa phải tội. Bà đúng là người có tấm lòng nhân hậu, nhưng cứ như vậy thì chúng ta lấy gì mà sống ạ? Bà không lấy nhiều thì lấy ít cũng được mà. Không phải bà cháu mình vẫn sống được đấy sao? Chăm chỉ lao động thì không bao giờ lo đói đâu cháu gái ạ. Thôi, mình đi nhanh, ghé chợ mua ít đồ rồi về nào. Lại ông đi qua, lại bà đi lại. Đã mấy hôm rồi, tôi chưa có gì bỏ bụng. Ông bà thương tình cho tôi xin ít cơm cháo qua ngày. Ờ, bà ơi, chúng ta chỉ còn tiền này để đi mua đồ. Bà cho hết thì phải làm sao? Chúng ta đâu có nhiều tiền như thế hả? Không phải, cháu đang còn bao bắp cải trên vai sao? Bà cháu ta ăn tạm hôm nay, không chết đói đâu mà sợ. Cảm ơn bà rất nhiều. Bà sẽ gặp được nhiều may mắn. Một tuần sau. Bà đỡ, bà đỡ ơi, bà có nhà không? Cứu vợ con tôi với. Khuya khoắt thế này, ai còn đến làm phiền thế không biết. Cháu cứ ngủ đi, mọi việc để bà lo liệu. Ui, cậu đến đây có chuyện gì? Trời thì đang mưa lớn như thế. Bà còn nhớ đã cho chúng tôi tiền cách đây một tuần trước không ạ? Vợ tôi đau bụng lắm rồi ạ. Chắc là sắp sinh rồi, nên tôi mới đến tìm bà giờ này. Xin bà đến giúp cho vợ con tôi. Bà ơi, đi với tôi được không? Được chứ, tôi đi với anh. Chỉ đường cho tôi mau lên, chuyến này không nên chậm trễ đâu. Tôi đội ơn bà. Bà đi với tôi. Ui, sao đường đi lạ quá. Mới cách làng có chừng nửa dặm mà mình chưa từng đi vào con đường nào vắng lặng thế này. Ui, chuyện gì thế này? Mình có nhìn nhầm không? Người ăn xin có đồ dê sao? Thì ra mình nhìn nhầm. Chắc ánh sáng nhập nhằng trong hầm tối đó làm mình hoa mắt. Bà cứ yên lặng mà đi theo tôi, sắp sửa đến nhà tôi rồi. Tôi biết rồi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mình có đang nằm mơ hay không? Cái hàng dẫn tới một vương quốc tuyệt đẹp như vậy sao? Những người ở đây trông thật kỳ dị. Thưa bà, tôi có một số điều muốn dặn dò bà. Chuyện này là sao? Có thể nói cho tôi biết tôi đang ở đâu không? Vợ tôi sắp sinh rồi, không thể chậm trễ. Tôi muốn dặn bà đừng nên kể chuyện đã thấy ngày hôm nay cho bất kỳ ai. Xong việc rồi, tôi đảm bảo sẽ đưa bà về an toàn. Tôi biết rồi. Vợ tôi nằm ở bên trong, bà giúp vợ con tôi với.
Nếu hạ sinh được em bé khỏe mạnh thì bà muốn gì tôi cũng cho. Mong bà nhanh chóng vào trong. Anh hãy đi lấy nước nóng đem vào cho tôi nhanh đi. Nào, cô mau hít thở sâu. Hít thở sâu và bình tĩnh. Tôi sẽ giúp mẹ con cô mà. Ôi, đau quá. Đau quá. Giúp tôi với. Cô đừng nói nhiều. Giờ hãy dùng nước. Hít một hơi thật sâu. Sau đó dùng lực nha. Nào, 1, 2, 3. Dùng sức nào. Đúng rồi, tiếp tục như thế nha. Tôi mang nước nóng đến đây thưa bà. Bà cần gì nữa không, tôi sẽ làm ngay. Anh cứ để đây rồi đi ra ngoài. Khi nào cần tôi sẽ gọi. Vâng thưa bà. Cô dùng sức mạnh lên. Em bé sắp ra rồi. Tôi không còn sức nữa. Tôi... Cô không được buông xuôi. Cô phải nghĩ đến con của mình. Nếu cô như vậy thì cả hai mẹ con đều gặp nguy hiểm. Cô làm được mà. Tôi sắp đưa nó ra được rồi. Một chút nữa thôi. Cô làm tốt lắm. Sắp được rồi. Cố lên nào. Nào, cô mau tỉnh lại. Cô không muốn thấy mặt con mình hay sao? Cố gắng lên nào. Chúng ta sẽ đưa đứa bé ra. Hít một hơi thật sâu nào. Nga! Nga! Sinh rồi! Sinh rồi! Là một bé trai. Hai mẹ con đều an toàn. Nhưng đứa trẻ này... Nó... Ôi, một đứa bé thật xinh đẹp. Tôi cảm ơn bà rất nhiều. Không có bà thì không biết vợ con tôi ra sao. Em nhìn này, thằng bé trắng trẻo, bụ bẩm chưa? Đúng vậy, mũi thẳng, râu dài, răng xinh. Tiếng kêu ẻ ẻ, nghe thật đáng yêu phải không anh? Vợ chồng họ nhìn không có điểm nào là khác thường. Sao đứa bé lại mình người đầu dê như thế? Nhưng họ không hề tỏ ra chút hốt hoảng mà lại vui vẻ đến thế kia. Mình đang ở thế giới nào vậy? Có phải chỉ là giấc mơ thôi không? Chắc mình mệt quá nên nghĩ nhiều rồi. Đứa trẻ là con của họ. Dù có dị dạng thế kia, họ yêu thương và tự hào về nó. Thế là được rồi. Như lời đã nói, tôi sẽ ban thưởng cho bà bất cứ thứ gì bà thích. Tôi sẵn sàng cho bà nửa vương quốc này. Bà xứng đáng có được nó. Món quà này lớn quá, tôi không dám nhận. Bà đỡ tôi xưa giờ không nhận tiền của ai bao giờ. Chỉ cần thấy mẹ trọn con vuông là tôi hạnh phúc lắm rồi. Đây là phong tục ở vương quốc chúng tôi. Nếu bà không lấy thì tôi sẽ nghĩ bà coi thường chúng tôi đấy. Chuyện này không thể đùa được rồi. Mình phải làm sao đây? Nếu để họ tức giận thì cái mạng này cũng khó mà giữ được. Tôi... Bà hãy suy nghĩ đi. Bà muốn cái gì tôi đều có thể cho bà được. Vậy thì anh cho tôi xin chùm tối đằng kia. Tôi chỉ cần bấy nhiêu đó thôi. Với tôi cũng đủ rồi. Được rồi, bà muốn sao cũng được. Tôi sẽ cho người đưa bà về tận nhà. Bà cứ yên tâm. Một lần nữa, cảm ơn bà rất nhiều. Chúng tôi chỉ có thể đưa bà đỡ đến đây thôi. Qua được cánh đồng này là về đến làng rồi. Bà hãy nhớ, tuyệt đối không được kể bất kỳ điều gì về vương quốc chúng tôi cho người khác biết. Nếu không, bà sẽ phải chết. Vâng, vâng. Tôi nhớ rồi. Cảm ơn hai vị.
trải qua một đêm đầy sự lạ. Mình mệt mỏi quá, phải ngủ một giấc cho lấy sức mới được. Ôi, bà ơi, vàng ở đâu mà nhiều thế này? Ôi, chùm tối biến thành vàng. Vậy là vợ chồng ăn xin kia đúng là thần tiên rồi. Họ hóa chùm tối thành vàng để trả ơn mình đấy mà. Bà sẽ dùng số vàng này chia cho bà con nghèo trong làng để mọi người được hưởng lộc của trời. Cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn. Sau này, bà vẫn tiếp tục công việc thiêng liêng. Niềm hạnh phúc của bà là khi chào đón một thiên thần nhỏ ra đời. Chính vì lẽ đó, mọi người đều yêu quý và kính trọng. Mọi người luôn truyền nhau về tấm lòng nhân hậu của bà. Chiếc chuông của quan tòa. Thưa đại nhân, thưa đại nhân, bẩm đại nhân. Ồ, Hồ Dung, ông tới lúc nào mà ta không biết. Chắc hẳn đại nhân lại đang đăm chiêu suy nghĩ về vụ án lớn trong thành gần đây. Đúng. Vì chuyện này mà nhiều ngày nay, đại nhân mất ăn mất ngủ. Mong đại nhân cố gắng giữ gìn sức khỏe. Đây quả là một vụ án khó, lại có tới 3 kẻ tình nghi. Thực sự ta đã nghĩ rất nhiều mà chưa tìm ra được thủ phạm. Nếu không sớm giải quyết được vụ án này, ta thật có lỗi với dân. Kẻ trộm không để lại một dấu vết nào cụ thể. Thật khó biết kẻ nào là kẻ trộm thực sự đây. Phải rồi, thử cách này xem sao. Tối qua, ta xem một cuốn sách lịch sử. Trong sách có nhắc đến chiếc chuông thần trong thành ta. Chuông này rất linh nghiệm. Những người không ăn trộm mà sờ vào nó sẽ không phát ra tiếng kêu. Còn kẻ ăn trộm, chỉ cần chạm tay vào, nó sẽ phát ra tiếng kêu. Người đâu? Mau mang chuông thần vào đây. Bây giờ, cả 3 người hãy đi vòng quanh và đặt 2 tay chạm vào chuông thần. Nếu đến kẻ nào mà chuông thần phát ra tiếng kêu, thì đích thị kẻ đó là tên trộm. Nào, tất cả hãy cùng đi vòng quanh chuông và đặt tay vào. Không kêu gì, chứng tỏ chẳng ai trong số chúng là kẻ trộm sao? Thưa quan lớn, vậy là tiện nhân chúng tôi vô tội. Vậy xin quan tòa hãy trả tự do cho chúng tôi. Bây giờ các ngươi hãy giơ tay ra. Ngươi chính là kẻ trộm. Sao chứ ạ? Chiếc chuông đâu có kêu. Tiện nhân đâu phải là kẻ trộm. Trước khi mang chuông tới đây, ta đã cho quệt than vào chiếc chuông đó. Ngươi là kẻ sợ chuông sẽ phát ra tiếng kêu, nên không dám chạm tay vào. Vì thế tay mới sạch sẽ, không dính than. Chiếc chuông nào có sức mạnh thần kỳ gì chứ? Chẳng qua những kẻ làm việc xấu thường hay thấp thỏm lo âu, có tật giật mình mà. Ngươi còn gì để nói? Con xin nhận tội, xin quan rộng lòng tha tội cho con. Đ-
4.000 đồng. Mười tám, mười chín, 21, 23. Hơi, chỉ còn 23.000 thôi sao? Hơi, ngày mai mà ba mẹ không gửi tiền lên kịp thì mình sống kiểu gì đây? Bữa trưa nay ăn gì nhỉ? Mì gói vậy, mình phải mua nước rửa bát, bột giặt nữa. Không biết có đủ tiền không? Chị ơi, thanh toán cho em với. Hai gói mì, một chai nước rửa bát, một gói bột giặt, tổng tất cả của em hết 27.000. 27.000 à? Em không có đủ rồi. Vậy em để lại một gói mì vậy. Không cần đâu em cứ lấy đi, thiếu bao nhiêu hôm sau trả chị cũng được. Ôi, vậy thì ngại quá chị ơi. Ngại gì, em là khách hàng quen của chị mà. Không sao đâu, em cứ cầm về đi. Dạ, vậy em xin gửi chị trước 23.000. Em thiếu chị 4.000, hôm sau em gửi chị sao vậy? Chào chị, em về ạ. À. Ừ, chào em. May quá, cuối cùng ba mẹ cũng gửi tiền rồi. Phải đi ra mua chút gì ngon ngon ăn mới được. Ăn uống như mấy hôm vừa rồi, mệt chết mất thôi. Chị ơi, thanh toán cho em. Tổng của em 55.000. Chị ấy quên 4.000 mình thiếu nợ hôm trước rồi. Thôi kệ, chỉ có 4.000 thôi mà. 4.000 của mình có nhầm nhò gì đối với chị ấy? Sao thế em, chị tính chưa đúng à? Để chị tính lại nhé. Không, chị tính đúng rồi. Thôi, chỉ có 4.000 chứ mấy. Đây, qua phòng tới chơi đi. Mình đi chợ nấu ăn rồi cùng nhau ôn bài luôn. Được rồi, chốc nữa tới sang. Sang luôn đi, còn chờ gì nữa. Tớ vừa nghiên cứu được món mới, cậu sẽ là người đầu tiên thử nghiệm món ăn của tớ. Tiền thừa của cháu đây. Vâng, cháu xin. Thôi, cô bán rau thối tiền thừa cho tớ rồi. Bao nhiêu? 2.000. Cậu đứng đây chờ tớ, tớ đi quay lại trả cho cô ấy. Chị ơi, thanh toán cho em với. Của em hết 10.000 nhé. À, chị ơi, em quên mất. Tuần trước em mua hàng thiếu chị 4.000, bây giờ em mới nhớ ra. Cho em gửi luôn với ạ. Vậy sao, nhiều khách mua quá, chị cũng không nhớ nữa. Vâng, đây, em gửi chị 14.000. Em cảm ơn chị nhé. Cảm ơn em, chào em nhé. Trả lại được 4.000 đồng mà mình như trút được gánh nặng ngàn cân vậy. Thôi, từ đây trở đi, mình phải sống trung thực, kể cả những điều nhỏ bé nhất. Dàn chanh leo của ông. Bà nó ơi, đỡ tôi một tay nào. Giữa trưa oi nắng, ông đi mua những thứ này về làm gì? Tôi định trồng một dàn chanh leo. Hôm trước tôi nhờ ông bạn mua mãi mới được giống chanh quý. Vậy ông đã nghiên cứu cách trồng chưa mà đã đầu tư kỹ thế? Tôi đã tính toán hết rồi. Hơn nữa đây là giống chanh leo quý. Mình về hưu rảnh rỗi quá à. Tôi với bà tiện chăm dàn chanh leo, vừa lấy bóng mát mà thỉnh thoảng có quà cho con cháu. Vào mùa hè nước chanh leo mát lắm. Hừ quá, lại là mấy đứa nhỏ sống trên đây mà. Nhà bà bị mất gì à? Hey. Vâng, ông xem nhà có cây bưởi mới bói được mấy quả, ăn vẫn còn đắng. Vậy mà tụi nhỏ vặt không còn sót quả nào. Sao bà không báo cho ba mẹ chúng nó để nhắc nhở? Ông bà không biết ở xóm trên có mấy đứa nhỏ nghịch ngợm lắm. Nhắc nhở nhiều lần mà không có được. Tình hình rồi, hai ông bà già đi vắng, con chó con bé bằng mắt mũi. Hai thằng ở đây canh chừng, tất cả tiến hành theo kế hoạch.
dữ, rút thôi tụi bay. Mấy đứa đến thăm ông, sao lại chọc chó vậy hả? Cứ bình tĩnh xuống kẻo ngã. Chúng cháu thấy ông có dàn chanh leo thì ngó xem thôi ạ. Ừ, may quá. Mấy hôm nay chanh leo chín nhiều mà không biết làm thế nào. Bà sang nhờ các cháu hái đó hả? Ông ơi, sao ông xuất hiện xuất quỷ nhập thần thế mà chẳng có đứa nào chúng cháu phát hiện ra? Ông có biết võ không? Tất nhiên rồi, hồi xưa ông là lính đặc công thư thiệt đó ngàn. Thật à? Ông có võ sao? Ừ, đúng thế, các cháu xem nha. Wow, ông có võ thật. Ông ơi, ông dạy cho tụi cháu đi. Được, vậy các cháu phải gọi ta là sư phụ. Làm gì cũng phải nghe lời sư phụ. Các cháu đồng ý không? Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Một, hai, một, hai. Một, hai, một, hai. Chúng cháu xin lỗi sư phụ. Linh cẩn thận, coi chừng té. Tuân lệnh sư phụ. Quý hóa quá, may có ông và các cháu đến giúp. Mọi người nghỉ tay ăn khoai đi. Mấy hôm trước, bà Thanh còn mang sang nhà cho bà mình mấy quả bưởi. Từ nay, tụi mình đừng đi ăn trộm, phá phách nữa. Sau này mình muốn vào quân đội để trở thành người lính giống như ông. Đợi cây táo nở hoa. Nhìn mặt trời như một quả cam. Nhìn giống trái táo chứ ạ? À? Sao nhìn đâu em cũng thấy táo thế? Tại em thích ăn táo quá. Giá như người ta trồng táo mà không phun thuốc á, thì em đã có thể ăn mà không sợ bị dị ứng rồi. Anh sẽ trồng những cây táo như vậy cho em ăn. Kimura, anh nói sao hả? Anh đang đùa em có phải không? Anh nói thật đó, Michiko à. Liệu có thể không anh? Sao lại không thể chứ? Nhiều năm sau. Không thuốc trừ sâu, không phân hóa học, không diệt trừ cỏ mà đòi trồng táo. Ngốc thế. Kimura điên thật rồi. Khiến các người vất vả như vậy, ta thật sự xin lỗi. Chậm nở hoa cũng được, chậm kết quả cũng không sao. Chỉ cần các ngươi đừng chết. Ông ta không phun thuốc, sâu bệnh sẽ lây lan sang vườn chúng ta mất. Kiểu này khéo mất mùa cả làng mất thôi. Đúng là tên phá hoại. Kimura là đồ ngốc, đồ phá hoại. Trên núi cũng có côn trùng, sao cây táo này có thể sinh trưởng tốt như thế? Độ ẩm thật khác. Mùi đất cũng khác với đất ở vườn nhà mình. Đúng rồi, đất đai mới thật là điểm cốt yếu cho việc gieo trồng táo. Thiên nhiên là một hệ thống hoàn hảo. Hãy trồng cây như cách mà thiên nhiên vận hành. Anh hy vọng phương pháp trồng đậu nành để cải thiện hàm lượng đạm trong đất sẽ thành công. Đất tốt, cây cỏ tùm, thiên địch sẽ đến trú ngụ và diệt trừ sâu bệnh cho táo. Em rất hy vọng là anh đúng. Thank you.
biết các ngươi đã rất cố gắng. Không thể tin nổi, táo đã nở hoa rồi. Sao cậu làm được vậy? Có thể vì tôi quá ngu ngốc, cây táo cũng không chịu nổi, đành phải ra hoa thôi. Cuối cùng, Kimura đã tìm ra cách trồng và chăm sóc táo bằng phương pháp hữu cơ, không cần đến thuốc hóa học. Đó là cải thiện hàm lượng đạm trong đất, tạo môi trường, thu hút những loài côn trùng, chim muông đến diệt trừ sâu bệnh. Bỏ qua những lời dị nghị, Kimura đã chứng minh cho mọi người thấy điều kỳ diệu sẽ đến sau nhiều kiên trì và nỗ lực. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.